Nào, hát đi. Xem nhân tài mới đến đâu mà cứ khen nấy khen đẻ. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Này, nghiêm túc nhá, không phải nhơn đâu nhá. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Thôi, hát thế mà cũng đòi hát à? Hát mà chẳng có tí cảm xúc nào à? Hát mà cứ như kiểu là phải dặn ra từng chữ một ý. Thế mà cũng đòi hát chính. Chị ơi, thế em phải hát thế nào cho đúng hả chị? Hai cô cậu là không biết phân tích tác phẩm mà. Động não lên, tư duy lên. Ngay cái câu đầu ý, ta đi cho muôn ánh, ta đi thì ta phải đi. Anh thấy bác cứ đứng đực mặt ra. Nhất là cái câu rộn ràng bao mê say, thì chúng ta phải biểu đạt được cái câu là rộn ràng. Thế nào là rộn ràng, mê say thế nào là mê say chứ. Chị biểu diễn giúp em để em học hỏi với ạ. Ừ, thế thì nhìn tôi mà học hỏi đây này. Ta đi cho muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say. Nó phải như thế. Nào, tập luôn đi. Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng đam mê say. Thôi được rồi, như thế là trình diễn được rồi đấy. Về nhà cứ nghiên cứu theo tác phẩm là được. Ôi may quá, gặp bác trưởng thôn ở đây. Không phải bực quá bác ạ. Sao thế chị Ái Thanh? Ngồi đây nói chuyện xem nào. Nể bác lắm đấy, hôm nay mới chia sẻ thật lòng. Cô cứ làm cốc nước, rồi nói tôi nghe xem có chuyện gì khiến ca sĩ Ái Thanh lại bực mình. Cái việc anh nhờ em đào tạo hai bạn trẻ ấy, em thì rất là nhiệt tình, nhưng hai bạn ấy trình vẫn non và xanh lắm, chưa thể biểu diễn chuyên nghiệp được, không đại diện cho thôn mình được đâu. Chương trình văn nghệ của làng chứ có phải chương trình vớ vẩn gì đâu. Em thấy không ổn chút nào. Thế cô Ái Thanh có sáng kiến gì không? Em nghĩ vẫn nên để cho các cháu học thêm. Để đảm bảo cho chương trình, em vẫn hát đơn ca, còn chị Thanh với anh Định song ca cũng được. Chứ không á, người ta cười chết. Thôi được rồi, cô Ái Thanh nói thế thì để tôi xem xét cho cô hát đơn ca. Em là em chỉ đóng góp tham gia thế thôi. Còn chương trình như thế nào thì vẫn là do tay anh quyết định hết. Tiền nước hôm nay để em trả cho. Kính thưa bà con nhân dân, như thông lệ hàng năm, cứ vào dịp hội làng quê ta lại tưng bừng chương trình văn nghệ. Vậy kính mời toàn thể bà con nhân dân tới xem chương trình giao lưu văn nghệ đến từ các ca sĩ xóm và các câu lạc bộ trong thôn, biểu diễn vào lúc 19:30 tối nay tại nhà văn hóa của thôn. Tôi xin được thông báo lại. Ái Thanh hôm nay có diễn không? Con có. Thế tối nay bà ra xem nhá. Đồng ý. Dạ vâng ạ.